bạn có muốn tạo ra những live stream nói chuyện thu hút trên TikTok mà không cần phải dùng nhạc nền bên ngoài, dùng luôn cái nhạc nền ở bên trong TikTok không? À, cái live stream TikTok nó có cái tính năng này rất là hay, chúng ta cùng khám phá nhé. Ok. À, đây là ví dụ kênh TikTok của tôi, Hán Quang Dự. Rồi, các bạn xem thì có thể lúc sẽ truy cập vào cái kênh TikTok này để xem được nhiều, rất nhiều thứ hay ho trên này. Rồi, view show ở đây ạ. Rồi. Đó. Thì bây giờ, cách thức để set up một cái live của tôi có nhạc nền luôn ở trong này, nói chuyện rất là hay như sau. Đúng không ạ? Đây nha các bạn này. Kích vào phần hồ sơ này. Rồi kích vào dấu cộng này. Đó. Rồi, chúng ta phải nhớ là gì ạ? Chúng ta sẽ ấn vào nút lật này. Đấy, đẹp chưa? Đẹp sai chưa? Rồi, bây giờ chúng ta kích vào phần like. Đấy, kích vào phần like nhá. Rồi, chúng ta demo luôn. Đấy, like có nhạc. Đấy, cách like có nhạc. Thì làm livestream thực tế luôn cho các bạn xem. Rồi. Cách like có nhạc. Luôn ở trên TikTok thế mới thích chị. Đây này. Rồi, bước đầu 1, đầu tiên là chúng ta kích vào nút xoay để còn rời bản thân mình đã. Rồi, được chưa? Xong bây giờ chúng ta kích vào phần gì ạ? Phát like này. Phát like. Ok. Các bạn ơi, đây là livestream nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gì ạ? Xem những cái tính năng tuyệt vời của cái livestream này này. Bây giờ chúng ta sẽ kích vào phần tăng cường này. Rồi, chúng ta hoàn toàn có thể là lật cái nút ruồi này lại. Ví dụ kích vào phần ánh xạ video của bạn. Thế là nút ruồi của tôi đã nằm ở đúng vị trí rồi. Tiếp nữa là gì ạ? Là chúng ta có cái phần hay ở đây này, là phần âm nhạc. Chúng ta muốn cái nhạc gì ạ? Nhạc nhẹ nhàng nhé. Cho âm thanh to lên tí. Rồi các bạn ơi, các bạn đang nghe livestream của Dự ở trên TikTok, các bạn có thể có nhạc không? Tươi trẻ nhá. À, chúng ta cùng tâm sự với nhau về một chủ đề gì đó thì chúng ta sử dụng cái nhạc này. Muốn cho nhỏ hơn thì vào đây. Ơi, hay chưa? Rồi, còn chúng ta muốn nhạc trữ tình, sao nó sâu lắng. Next. Đó, muốn chọn bài khác, next. Đây, kích vào đây. Rất là đơn giản đúng không ạ? Nên là trong lúc mà chúng ta nói chuyện thu hút ở trên TikTok này này, mà dùng được những cái bản nhạc nền sẵn có như này thì không phải lo bản quyền. Sướng không? Không thích thì next. Thì ở trên này là gọi là phong cách nhạc nhá. Còn các bài thì nó ở nằm ở phần next next này này. Rồi, mà chúng ta thích cái bài nào rồi thì sau này chúng ta cứ nhớ tên này thôi. Chúng ta chọn đúng chủ đề này, xong chúng ta chọn tên là xong. Còn nhiều tính năng hay ho nữa lắm. Đây, chúng ta vào tăng cường này này. Rồi, chúng ta có thể sử dụng các hiệu ứng ở đây. Wow, my god. Tên, 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 tên. Đấy, những thứ hay ho trên TikTok đấy. Rồi. Các bạn có thể mời người khác livestream của mình. Đúng không ạ? Đây, mời những người livestream của mình. Thế bây giờ ví dụ mời một bạn livestream nhá. Mời một bạn đi, một Lại Loan đi. Một Lại Loan ơi, lên livestream test cùng Dự nào, để Dự đang hướng dẫn cho cộng đồng học viên của mình đấy. Ôi nhiều lượt thích thế. Các bạn nói lên livestream của mình nào. Đấy, cái tính năng mời livestream đấy. Rồi rất nhiều các tính năng hay ho nữa. Đấy, hỏi đáp nhanh ở đây. Đúng không ạ? Đấy. Rồi bạn cứ nghịch nhá. Cứ nghịch mỗi khi mà mình livestream thì mình lại nghịch một vài cái tính năng. Cái việc livestream trên TikTok này thì nó không chỉ đơn giản là chúng ta có thể thu hút được nhiều người xem rồi xây dựng thương hiệu cá nhân đâu, mà chúng ta hoàn toàn có thể là bán hàng trên TikTok này được, gắn nó với cái đường link TikTok shop của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu thích những cái video hay ho kiểu như thế này thì bạn sao ạ? Ấn vào nút đăng ký kênh nhá. Và đừng quên là comment để mình biết rằng là bạn đã xem và rất thích những dạng video hướng dẫn thế này. Video sau thì sẽ nhận bạn sẽ nhận được thông báo khi mà bạn đã đăng ký kênh rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều.